Thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được người tiêu dùng đón nhận. Sự đa dạng về mô hình, chiến lược hoạt động, đối tượng tham gia, các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ cùng với sự hỗ trợ của hạ tầng Internet và ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa thương mại điện tử trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số của quốc gia. Theo báo cáo về thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam trong năm 2022 đạt mức cao 20% và dự kiến con số này sẽ đạt 25% trong năm 2023 với quy mô lên tới 20,5 tỷ đô la Mỹ. Nắm bắt được tầm quan trọng của thương mại điện tử và để phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, trong thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành địa phương cũng đã đặc biệt quan tâm thúc đẩy việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền thông qua thương mại điện tử. Hàng loạt các chương trình kết nối thương mại điện tử, kết hợp đào tạo, tập huấn thương mại điện tử, đặc biệt việc đẩy mạnh kết nối theo vùng, thúc đẩy liên kết vùng để tiêu thụ nông sản, thực phẩm, đặc sản địa phương qua phương thức thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương thực hiện. Một trong những cái hoạt động mà tôi nghĩ cho rằng là nó rất là sát với các hợp tác xã, các hộ kinh doanh. Nó trực tiếp đến cái việc hoạt động mà tiêu thụ các cái sản phẩm qua các cái kênh nền tảng số. Và đấy là một trong những cái tôi cho rằng là nó bám sát với hoạt động xúc tiến thương mại trên cái nền tảng số. Và cụ thể là các cái người hưởng lợi là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh. Trên cơ sở các cái hoạt động như vậy thì Cục Xúc tiến Thương mại cũng sẽ đúc rút lại các cái kinh nghiệm, các cái điều chỉnh làm sao cho phù hợp hơn nữa với các cái địa phương. Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuyên trang tiêu thụ nông sản, thực phẩm, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Bộ cũng triển khai các chương trình hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới với các đối tác là các sàn thương mại điện tử quốc tế lớn như Amazon, Alibaba, JD, Sea Group để thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Bộ Công Thương và cụ thể là Cục Thương mại điện tử Kinh tế số có rất là nhiều những cái chương trình phối hợp cùng với lại những cái nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, mà đây cụ thể trong đó là Amazon, rồi có trong những cái chương trình là tạo chương trình thương mại điện tử xuyên biên giới bứt phá toàn cầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao cái năng lực ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và trang bị cho mình những kỹ năng có thể bán hàng một cách hiệu quả trên những nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, và qua đó có thể đưa được cái sản phẩm của mình tiếp cận đến với những thị trường tiềm năng, kể cả những thị trường chưa được khai phá, và qua đó là cắt giảm cái chi phí, tối ưu hóa được cái hiệu quả kinh doanh và mở rộng được cái thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp mình, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng triển khai hàng loạt hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương trên các nền tảng thương mại điện tử. Một cái kênh quan trọng trong cái thời đại Covid cũng như là chuyển đổi số thì việc tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử cũng như các cái sàn điện tử rất là mạnh. Và hiện nay cái doanh số đó đang phát triển khoảng tầm 30-40%. Thì một số cái sàn lớn, sàn giao dịch thương mại điện tử lớn của Việt Nam mình như là Võ Sò, Lazada hoặc là Sen Đỏ, một số cái sàn lớn thì sở cũng sẽ làm việc với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, với Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ Công Thương để kết nối cho các doanh nghiệp này, tổ chức các cái hội nghị để kết nối với nhau để đưa các sản phẩm này lên sàn để bán online. Hiện nay thì Tuyên Quang đã có 193 cái sản phẩm OCOP của địa phương, rất nhiều cái sản phẩm 3 sao, 4 sao và hiện nay một số sản phẩm đang xây dựng chương trình để đưa lên 5 sao. Thế và những cái sản phẩm này cũng đang có cái xu hướng là tiêu thụ tương đối tốt trên thị trường. Tuy nhiên thì Trung tâm xúc tiến đầu tư thì rất quan tâm đến cái nền tảng số để giúp cho bà con nông dân, rồi giúp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, rồi là các chủ thể OCOP có thể tiêu thụ được một cách thuận lợi và giảm được cái chi phí bán hàng và nâng cao cái hiệu quả để đẩy mạnh cái sản xuất. Để phát huy đầy đủ hiệu quả của các kênh thương mại điện tử, vừa qua, Trung tâm Tin học và Công nghệ số thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã nghiên cứu triển khai giải pháp sàn đặc sản địa phương, một mô hình phân phối đặc sản địa phương qua các sàn thương mại điện tử. Đây là một giải pháp nằm trong chương trình ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đầu mối chủ trì, hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử lớn sẽ cung cấp các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương tối ưu quy trình vận hành, quản lý kênh bán hàng để phân phối các sản phẩm đặc sản địa phương mang lại hiệu quả tốt nhất. Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp để phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ qua thương mại điện tử đối với các sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập của người dân.